nhịt mẹ mày bảo sao chúng nó quay lên video nhìn nét thế. Đây ra đường nét căng rồi này. Nét nét đâu trong hạt tối chip soli nó vào tối nó hay bị nhiễu. Cả nói thật nhá, nếu mà làm hai hàng 2D này nó khít, nó nhìn cái vạch nó khít hơn. Fortuner 221 anh em nhá. Nâng cấp màn Owin và K360 Owin 2D lưu. Này, mày nhìn cảm giác mày chạy qua cái vạch này. Mày chạy qua vạch là mày nhìn đây nhá, nó rất thực luôn. Thực hơn cái thực hơn mấy hàng mình làm mà nhìn kia nó ảo ảo hàng ảo kia. Hình nó đã ảo rồi.